À, các bạn thấy không? Tới luôn các bạn là lông đây các bạn thấy không? Đây là đang nghĩa trang Bình Hưng Hòa nè. Nè, xe cấp cứu quá trời các bạn thấy không? Mà mấy cái xe cấp cứu này các bạn biết chở gì không? Chở quan tài bên trong đó. Nè, mình quay vô các bạn thấy quan tài nằm trong không? Đó các bạn thấy không? 1 2 3 4 5 xe nào cũng chở quan tài hết nha các bạn nha. Trời ơi, quá kinh khủng. Toàn bộ các xe đây là chở quan tài, chở người đi thiêu nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Ở trong đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xe nè. Ở đây nè, 11 xe nè. Ở đây nè, 12 xe nè. 13 xe nè, 14 xe nè, trên kia 15 xe nè. Đó, đây là 2 xe nè các bạn thấy không? Đó, hai quan tài các bạn thấy nằm trong không? Bởi vì dịch Covid này các bạn thấy như vậy nha. Số lượng người chết ở đây rất là nhiều rồi đó. Mình đang ở Bình Hưng Hòa nè. Bởi vì các bạn không có việc gì thì không nên ra ngoài đường nghe chưa? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Covid không đó mọi người ơi. Đây là bệnh Covid chết không đó nha. Sát. Cô Nghị gọi á, cô Nghị á. À, bệnh viện ngay Tân Phú. Ừ. Covid không đó mọi người ơi.